Thưa quý vị, sau thành công của phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, một loạt các tuyến phố khác không chỉ trên địa bàn thủ đô Hà Nội mà các địa phương khác cũng lần lượt được mở ra. Việc mở phố đi bộ được kỳ vọng là để có thêm không gian cho người dân có thể vui chơi, giải trí vào mỗi dịp cuối tuần. Thế nhưng, liệu có phải chỉ cần mở phố đi bộ là người dân sẽ được tham gia các hoạt động này hay không? Bằng chứng cho thấy là một số các phố đi bộ trên địa bàn Hà Nội sau một thời gian đi vào hoạt động cho đến nay rơi vào tình trạng vắng khách. Để có thể bàn luận về câu chuyện này, ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay, khách mời là kiến trúc sư, ông Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Phạm Thanh Tùng đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Dường như là chúng ta thấy là đang có một cái thực tế là đang có một cái phong trào mở các phố đi bộ ở các khu đô thị và thành phố nào cũng mong muốn là mở cho mình một cái tuyến phố đi bộ để có thể thu hút du khách. Theo ông thì tại sao lại có tình trạng này? Thứ nhất, trong một đô thị thì cái không gian công cộng, trong đó có cái phố đi bộ là điều rất cần thiết. Không phải chỉ Việt Nam chúng ta đâu, mà trên thế giới cũng vậy. Tất cả các cái thành phố đều có các phố đi bộ. Nhưng ở đây mình ta hiểu là cái phố đi bộ này nó không chỉ giải tỏa cái vấn đề nhu cầu cần đi bộ của người dân, mà điều rất quan trọng là nó tạo ra một cái không gian sinh hoạt cộng đồng để người dân để tiếp cận được với nhau, tiếp cận được cái văn hóa, tiếp cận được cái kiến trúc, tiếp cận được những cái vấn đề mà của xã hội như là ăn uống này rồi mua sắm. Thì tôi chỉ lấy ngay gần chúng ta thôi, như là cái phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh của Trung Quốc, họ có mấy chục năm nay rồi. Thế rồi là cái phố đi bộ Khao San của Thái Lan này là. Thế rồi ở các nước cũng thế, ở Viên hay ở Đức đều có các phố đi bộ. Thế cho nên là cái phố đi bộ là cái niềm tự hào của thành phố. Khi nói phố đi bộ là người ta đã cả thấy rằng là người ta được đến đấy, người ta tiếp cận được nhà bảo tàng này, tiếp cận với lại trung tâm thương mại này, tiếp cận với nhà hát này, nhà văn hóa vân vân. Thì đấy là những cái mà rất văn minh trong một cái đô thị hiện đại. Vâng ạ, đấy là những cái điều rất là tích cực mà các thành phố rất là mong muốn khi mà họ muốn có những cái tuyến phố đi bộ để người dân có thể tiếp cận rất là nhiều những cái loại hình văn hóa và những cái thông tin mà ông vừa chia sẻ. Tôi thấy rằng là ở Hà Nội thì hiện nay đang có 4 không gian phố đi bộ và sắp tới thì có thể là dự kiến triển khai thêm 3 tuyến phố đi bộ nữa. Thế nhưng mà có một cái thực tế, bên cạnh những cái điều tích cực mà ông vừa chia sẻ thì một số những cái phố đi bộ đang ở trong cái tình trạng là vắng khách. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn nhận rõ là cái tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn hay là Trần Nhân Tông vừa mở. Vậy thì có lý do gì dẫn tới tình trạng vắng khách như vậy thưa ông? Câu hỏi này là rất hay. Đây là vấn đề là chúng ta cần phải tư duy cho đúng. Vấn đề không phải ta cứ chặn chỗ nọ chỗ kia và nói rằng đây là phố đi bộ thì nó thành phố đi bộ. Thực ra mà nói cái đi bộ là con người ta có quyền đi bộ ở bất kỳ chỗ nào. Vỉa hè cũng là nơi là đi bộ. Thế rồi là công viên cũng là người ta đi bộ đi dạo chứ ai đi xe máy vào công viên. Thế nhưng phải hiểu cái phố đi bộ đây nó thành công ấy hoặc nó không thành công là do cái tư duy của các nhà quản lý. Tại sao cái phố đi bộ ở khu vực Hồ Gươm nó trở thành một không gian văn hóa sáng tạo, là một điểm đến du lịch hấp dẫn của thủ đô và nó trở thành biểu tượng văn hóa của thủ đô của cái thời kỳ mới? Thì rõ ràng là tại sao, bởi nó gắn với lại huyền thoại, nó gắn với văn hóa, nó gắn với Hồ Gươm này, rồi huyền thoại Trả Gươm, nó gắn với cầu Thê Húc, rồi gắn với đền Ngọc Sơn và rất rất nhiều những cái di tích văn hóa đấy nữa. Và đặc biệt nó gắn với lại các phố đi bộ, tức là các phố hàng mình ngày xưa. Thì đấy là, và nó tạo nên một cái điểm nhấn. Tôi lấy một cái thí dụ, khi một cái văn sĩ người Anh ấy, khi qua Việt Nam ấy cách đây 20 năm, bà đã chứng kiến cái Hồ Gươm, bà đã nói không có một nơi nào có một cái không gian đi bộ tuyệt vời như ở Hồ Gươm. Vì đấy là cái đèn kéo quân. Bà cứ chứng kiến lúc đó chưa đi bộ, nhưng mà bà ngồi tôi là gì? Ô tô ấy, cứ chạy vòng tròn. Bà bảo quay lại, nó cứ chạy vòng tròn. Thì không có một chỗ nào có được. Đấy, thế thì rõ ràng là sau này chúng ta làm phố đi bộ, thì chúng ta lại tận dụng được cái không gian văn hóa đó, những công trình đó. Thế, rồi là tất cả cái khác, và chính đó nó thành tự thân. Và nó có cái sự kiểm soát của chính quyền nữa, thì nó sẽ phát triển. Và cái không gian đi bộ Hồ Gươm bây giờ nó không chỉ là nơi đi bộ nữa. Người ta đến đấy để người ta giao lưu, người ta để nơi là không gian sáng tạo cho các nghệ sĩ. Thì được cực kỳ an toàn. Chỉ có điều là chúng ta còn chưa tốt.
người ta đến cũng không chỉ đi chơi, người ta phải ăn á. Bởi vì thực ra nó cái ăn ăn đêm ấy, ở các nước là đây là văn hóa, chứ không phải chỉ để ăn để thu tiền. Người ta đi, người ta ăn uống rồi các thứ. Thì đấy là mình chưa làm tốt được cái đó. Sau này thì mình sẽ phải làm cho tốt hơn. Thế rồi là những cái biểu diễn như thế nào. Thế còn ở đây cũng có nhiều cái câu chuyện khi làm phố đi bộ. Cái phố đi bộ chúng ta ở đây ấy, nó lại có người dân đang ở. Thế mà trong cái luật môi trường rất rõ, người dân phải được đảm bảo cái mức độ an ninh về môi trường, tức là tiếng ồn. Xin thưa các bạn là gì? Đối với con người ta 60 decibel thì được phép thôi. Còn đến cái ngưỡng dưới 80 decibel là thì nguy hiểm cho cái não bộ. Cái não bộ. Vâng. Thế thì như vậy là nếu như cứ nhạc rock mà làm đến 12 giờ đêm chẳng hạn, thì cứ ầm ầm thì những người phố Hàng Khay cứ ở. À, thế còn cái phố đi bộ Trịnh Công Sơn với cả Trần Nhân Tông thì sao? Phải chăng là thiếu đi những cái tiêu chí này cho nên là vắng khách? Cũng không phải. Thực ra cái phố đi bộ Trịnh Công Sơn là nó gần, nó có một cái hồ sen. Nó gần với cái công viên nước Hồ Tây. Thực ra cái điểm nó tốt, nhưng mà lại ai đến đây? Mùa hè thì người ta đi tắm thôi, đến ban ngày thôi, nhưng buổi tối thì ai đến đây? Thì cái nó có lẽ là lúc đầu hơi vội vàng. Mà tôi nhớ khi bắt đầu mà chuẩn khai trương thì tôi cũng có đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Trung ương. Tôi cho rằng là cần phải tìm ra họ đến đây để làm cái gì. Nó khác cái hồ gựa, khác cái phố đi bộ của Hồ Hoàn Kiếm như thế nào. Thì khi ta tìm ra được những nét riêng ấy, thì nó phố đi bộ thành công. Còn nếu không mà ta cứ chặn nọ chặn kia ấy, không cho xe máy ô tô vào thì thành phố đi bộ thì không phải. Vâng. Bên cạnh những cái mặt tích cực mà ông vừa chia sẻ là người dân có thể tìm đến để trải nghiệm những cái nét văn hóa, thậm chí là du lịch tâm linh. Đúng rồi. Ở trong những cái tuyến phố đi bộ mà hiện nay đang thu hút du khách thì chúng ta thấy là có một số những cái tuyến phố đi bộ cũng gây ra không ít các phiền toái và khó khăn cho cuộc sống hàng ngày của các hộ dân. Bên cạnh đó thì mỗi một tuyến phố đi bộ thì được hình thành hàng chục cái khu phố, tuyến đường cấm phương tiện giao thông qua lại và cũng khiến cho người dân phải đi vòng xa hơn và đường phố trở nên là ách tắc hơn. Theo ông thì chúng ta cần có những cái bài giải như thế nào cho những cái bài toán khó khăn này? Tôi đánh giá hiện nay thành công nhất là cái phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Dạ. Thành công nhất. Thế còn lại ở nơi khác thì cần phải rất là, như là chị nói, tôi thấy rằng cần phải nghiên cứu rất kỹ rằng là cái tác động đối với người dân khi mà không còn được giao thông nữa mà chỉ dành cho đi bộ thì tác động nó như thế nào. Thứ nhất là sinh hoạt này, rồi là kiếm sống này, rồi vân vân và vân vân. Thì cái này là tôi nghĩ rằng là chính quyền họ sẽ phải cân nhắc, phải tìm ra một cái giải pháp tốt nhất. Nhưng mà tôi suy nghĩ cho cùng là cái phố đi bộ là không gian cộng đồng phục vụ cho người dân, chứ không phải phục vụ cho cái gì khác cả. Kể cả hoạt động sáng tạo của nghệ sĩ là cũng phục vụ cho người dân, phục vụ cộng đồng. Vậy cho nên rằng là phải hướng đến cộng đồng. Cho nên cái gì tốt nhất làm cho nhân dân thì ta làm. Thì nếu chưa tốt thì ta phải điều chỉnh. Mà cái này thì tôi nghĩ rằng là cái quan điểm của Đảng cũng vậy thôi. Trong cái phát triển đô thị phải tốt nhất cho nhân dân cho làm. Vâng. Cũng như ta mở đường làm sao tránh được tắc nghẽn giao thông hay là phân luồng, nó cũng để mục đích cho người dân giao thông cho tốt thôi. Trên thế giới thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái đô thị lớn họ cũng có những phố đi bộ, những cái không gian đi bộ từ cả trăm năm nay và có thể là một cái địa hình du lịch cho các du khách từ các nơi đến tham quan. Vậy thì chúng ta có thể học tập từ họ như thế nào để phố đi bộ ở Việt Nam chúng ta thực sự mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân ạ? Đây là cái vấn đề tôi lấy thí dụ, tôi đã từng làm học tập và làm việc ở Nga, tôi thấy này. Thí dụ ở Moscow có cái phố Arabat cổ. Tôi có cảm giác rằng tôi đi bộ trên đấy, những cái viên đá lát đường ấy, chứ không phải đường nhựa phẳng lì đâu. Tôi nghe còn cảm thấy nghe cái tiếng lọc cọc của những tiếng xe ngựa chở các cái công nương, các tiểu thư từ thế kỷ 15, 16, nó vọng về. Rồi những cái đèn đường của thế kỷ 15 người ta vẫn giữ. Ghé vào một quán cà phê ở Arabat, có thể ngồi lên một cái ghế, cái gì? Bằng gỗ bạch dương. Đấy, thí dụ như thế. Hay là cái máy pha cà phê có thể nó cũ kỹ, nhưng tất cả nó gợi lại cái hoài niệm. Thế rồi ở đấy người ta có thể tiếp cận với những cái câu lạc bộ. Thế rồi là những cái siêu thị. Ở tàu điện ngầm đi lên cái là người ta đi bộ tràn vào. Thế thì hay ở Ý thì rất rõ. Ở Ý là cái nơi phố đi bộ của họ là nó gắn với các di sản. Thế thì cố gắng chúng ta làm phố đi bộ phải gắn được vào các cái không gian văn hóa. Sau này khi không gian công cộng phát triển
thì cái phố đi bộ nó gắn những cái ga tàu điện ngầm. Đấy, như là thành phố Hồ Chí Minh thành công là cái phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nếu với sau này cái ga mà chợ, ở Bến Thành, Suối Tiên thì người ta vừa mới đi lên, người ta đã đi bộ rồi. Ở bên này là có quảng trường nhà hát, quảng trường Ủy ban nhân thành phố. Ở đấy có tượng Bác Hồ. Thế rồi là đi nữa thì là có rất nhiều các siêu thị, các khách sạn, các bar. Rồi đi rẽ nữa thì người ta lại có được những cái chợ đêm. Thế tức là tất cả nó tạo nên một cái cuộc sống rất sống động về đêm. Nhưng cái cuộc sống đó thể hiện tính ưu việt của một xã hội. Nó cảm thấy rằng là một thành phố đáng sống. Cho nên bạn cứ dở trong du lịch. Tại sao Hà Nội điểm đến đầu tiên không phải đến thăm các khu đô thị mới đi. Rồi là các khu đô thị mà ta ca ngợi phía đông thành phố này, biển nhân tạo, sao khách du lịch không đến. Mà chỉ đến Hồ Hoàn Kiếm, chỉ đến khu 36 phố Phường. Tôi lấy thí dụ thế để thấy là cái sức hấp dẫn của người ta. Và có lẽ rằng là với những cái loại hình phố đi bộ ở trên thế giới thì cũng là những cái tiêu chí để Việt Nam mình có thể hướng tới, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng. Thưa quý vị, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối của ngày hôm nay.